trời cho em, tại vì em đẹp quá mà. Dạ. Mà anh ơi, cái bài mùi hoa bưởi gì đó, em thật sự trong đời em đi hát em cũng chưa có được nghe. Tại em không biết bài mùi hoa bưởi là mùi gì, bài gì. Là đề xuất hả? Nhưng mà để em về em nghe thử ca sĩ đâu hát nha, tại vì em ở hải ngoại em không có biết. em để bữa nào có dịp em sẽ hát lại cho anh nghe. Bây giờ em có một cái câu chuyện này này để em kể, để em lên sân khấu em kể nghe nha. Em kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có hai mẹ con, thì người mẹ gả chồng cho con gái, thì người mẹ cứ lải nhải hoài à, nói tại sao mà mày lấy chồng, tại sao tao nuôi mày lớn lên rồi mày ăn mà học mày không có trả ơn cho tao cái gì hết, bây giờ mày đi lấy chồng. Người mẹ cứ chửi con gái hoài vậy, thì con gái nó mới tức quá, nó mới nói là mẹ ơi, ngày vui của con mà sao mẹ cứ chửi con hoài vậy. Xong mà mẹ mới nói là ngày vui của con nhưng mà ngày buồn của mẹ, mẹ 72 tuổi mà mẹ chưa có được lấy chồng làm sao, con có nhường chồng con lại cho mẹ chứ, mày nuôi con lớn mà. Dạ, mẹ nuôi con lớn mà tại sao con không trả ơn cho mẹ. Thì cái đứa con gái nó mới hát gì nè. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nước biết bên nào, trong biết sông nào được, biết chuối hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Bây giờ em ca một bài nữa để chào tạm biệt quý vị. Đó là một bài Xuân, quê hương mùa xuân cùng với Vũ đoàn Lửa Việt. Xin mời quý vị cùng thức. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.